Vâng, thưa quý vị, và về với buổi diễn, đơn vị thành phố Chí Linh gửi tới vở chèo có tựa đề Gieo Gió Gặt Bão, tác giả Bá Đề, đạo diễn Đậu Hoàng Anh. Và sau đây là bảng phân vai: Đậu Hoàng Anh trong vai Tùng, Nguyễn Thị Hương trong vai Xoan, Hoàng Thị Thúy trong vai Hương, Lê Thanh Sơn trong vai Hoàng Hoàng, Nguyễn Thúy Anh trong vai Cô Huệ và Nguyễn Xuân Dũng trong vai Cô Lan. Kính thưa quý vị, và sau đây vở chèo Gieo Gió Gặt Bão của đơn vị thành phố Chí Linh xin phép được bắt đầu. Thank you.
sống đi. Mày đã có vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi, thiếu gì chỗ mà gà loài mày điên quyện cối say thế hả? Chị tha lỗi cho em lần này, em xin hứa. Hứa xuống thôi à? Lấy gì làm chứ? Được rồi, anh cứ để mình đi. Tôi sẽ bảo lấy xe bút. Chị đây thôi. Anh đi cạn đoạn vào đây. Anh giết vào đây. Vâng ạ, chờ em thì nhá. Còn ơi, chị ơi, cái này được chưa chị? Ôi trời ơi, em xin hứa, từ nay em xin chừa. Ôi, không được, lấy gì làm đảm bảo? Lấy gì làm đảm bảo đây? Chị ơi, em sang đây thân trần mình chu, chả có cái gì cả. À đi rồi, đi rồi. Đây rồi, em có cái dây chuyền vàng một cây này. Em mà xin gửi chị, mong chị cảm ơn và giữ kín cho em à. Úi giời ơi, anh tưởng một cây vàng của anh mà đã là to à. 15 năm trời, tôi nuôi con giò, tôi khổ chăn đường. Úi giời ơi, bây giờ mà nó có chó rồi đấy. Thì tôi không nuôi con giò cho anh được đâu. Thank you.
Thì cô Doanh, giờ này mà cô vẫn chưa đi nghỉ cơ à? Dạ, em vẫn đang chờ nhà em. Anh ấy vừa mới đi hội trung thu về chị ạ. Em mời chị ngồi chơi. Thế sao giờ này chị cũng vẫn chưa đi nghỉ á? Cô Doanh à, là chỗ Lân Băng, cái chuyện xảy ra lại rất là bất ngờ. Tôi không thể tìm lòng được, nên mới phải sang báo với cô ngay. Chuyện nghiêm trọng thế hả chị? Nghiêm trọng chứ sao lại không? Đây, cô xem, có phải của nhà cô đây không? Vâng, đúng rồi. Cái khánh có chữ T đây mà. Đây là sợi dây chuyền của anh Tùng nhà em. Chắc anh ấy đánh rơi, chị nhặt được. Chị cho em xin lại chứ ạ. May quá, rơi vào tay chị chứ. Nếu vào tay người khác thì em mất toi rồi. Em xin cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Không cho cô xin thì tôi mang nó sang đây làm gì giữa cái lúc đêm hôm khuya khoắt này. Cô Doan ạ, vàng thì ai cũng quý, nhưng cũng phải quý bằng cái tình lân băng. Mở mắt ra là nhìn thấy ngay. Nhưng bây giờ muốn giữ được cái tình ấy, cả tôi bây giờ và tôi rất là khó xử. Khó xử lắm đấy cô. Thank you.
ổn sốt quài loài mấy hôm nay trong nhà mà. Vâng, tắm nước đi. Kìa, chị Huệ. Kìa, Xoan. Ốm đau thế nào mà thân hình tiều tụy, mặt mày hốc hác thế hả em? Chị ơi, em khổ tâm lắm chị ơi. Yeah.